Nhiều anh em xem xong opening của Chainsaw Man thì chắc chắn sẽ nhận ra cảnh này. Được dựa theo một cái meme nói về việc mỗi người sẽ có một cách nhìn về cuộc sống khác nhau. Trong tiếng Anh chúng ta có câu Ignorance is bliss, nghĩa là đôi khi không biết gì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn xuống Denji và Power, hai đứa ngốc đang tận hưởng sự hạnh phúc đơn giản của mình. Với Denji là Pochita và bánh mì, còn đối với Power thì là con mèo Meowee của cô. Có lẽ như đôi khi sự ngây thơ, chẳng biết cái hiện thực tàn khốc như thế nào lại dẫn tới những hạnh phúc nhỏ nhoi. Trong truyện, Quincy cũng đã từng nhắc tới câu Ignorance is bliss những hai lần. Còn đối với Makima thì khác, cô nạp vào cho mình tri thức và thứ cô thấy lại bí ẩn và đen tối hơn rất nhiều, vì cô là người hiểu rõ cái thế giới này nhất. Ở trường hợp đặc biệt của Aki, anh thấy được toàn diện của xã hội này, nhưng dưới chân của anh lại chỉ toàn là tuyết. Nó gợi nhắc cho chúng ta về mớ bi kịch của gia đình Aki, cái ngày định mệnh mà cả gia đình anh cũng như vô số người khác mất mạng dưới tay của quỷ súng. Aki nhìn thấu bản chất của thế giới bằng sự mất mát của bản thân.